giờ ăn đến rồi mình ăn đi nào. Từ lớn chim su và món ngon bùng vị. Đi về đi em, bệnh đó. Điều mà làm Tú cảm thấy xúc động nhất là hình ảnh của các bạn khán giả đã dầm mưa để chào tất cả các thành viên. Mùa đông năm ấy chúng ta chạm nhau, và anh đã nói với em một câu rằng anh muốn sống bên em thật lâu, và anh sẽ mãi yêu em đậm sâu. Em đúc dưới màn mây, ngay sát chân trời, hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. 'Cause I love with you, you, you. 'Cause I love with you. Rồi thì cứ thế, mình thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai lên mây trời giang tay che mắt anh mình xa vời. Nhâm nhi một cốc trà em pha rồi anh hãy vỡ òa. Hôm nay không như ý, cứ buồn đi vì em hiểu mà. Vì chẳng ai mạnh mẽ mãi, đời lắm khi khiến ta mệt nhoài. Thôi thì ngồi xuống bên em này. Em là người khiến anh mau quên đi những vết đen tình yêu này. Anh dành cho nắng và em sẽ mãi là mây trắng. Chưa cơn gió nào cuốn lại em đi mất, chỉ vì anh không thể cất giang đôi tay giữ hết yêu thương và sẽ không bao giờ anh đánh mất. Yeah. Sao em lại không nói, sao anh lại không nói? Đêm mùa hạ chú trách muôn nắng chiều lang thang. Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng, để nỗi buồn cứ lang thang nơi xa xa. Trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm mãi. Cách anh cười cong môi này, cách anh lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Môi mềm thơm thơm và có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều. Sao ạ? Ok. Trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù làm xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên. Let's go, anh chú. Anh có để cho em nghe đôi lời, anh đang ở nơi không em không ngời. Bây mà gió đang thay lời anh nhớ em, nhớ luôn tiếng cười.
Em núp dưới màn mây, hay sang chân trời, hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. 'Cause I love with you, you, you. 'Cause I love with you. Let's go. Rồi thì cứ thế, mình thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai lên mây trời, giang tay che mắt anh mình xa vời. Rồi thì cứ đến, rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê, anh sẽ về. Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ, tình yêu là những dịu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. Mặt trời ở đâu cũng sáng như thế, không có ai, anh sáng ấy không tới nơi em. Fly away, just you and me. Fly away, just you and me. Mọi người có thích ca khúc bây giờ không ạ? Min 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 min. Thank you so much. Mọi người rất nhiều cảm ơn Huế. Mà thật sự ấy, cái chủ đề em mong thấy gió dịu dàng này với anh nó rất là hợp với chị Min luôn á. Tại nó dịu dàng quá hay sao? Đúng rồi, chị rất là dịu quá, dàng. Quá dịu dàng. Đấy là diễn thôi, thật ra bên trong á. Chị Min là một người mà việc rất là chuyên nghiệp, rất là chỉnh chu, kiểu đi diễn show lớn, quay MV này cái thứ, chứ ít khi nào thấy chị Min đi show, đi diễn với cho khán giả kiểu như thế này, thì cho nên là khi chị Min nhận lời thì mình rất là bất ngờ. Thì mình cũng cảm thấy là ồ, chị Min khi mà tham gia chương trình này, chị Min cũng đã rất là cố gắng để mà hòa nhập với mọi người, cũng như là cho mọi người thấy một cái khía cạnh rất là vui vẻ của chị Min. Nên là mình thấy ồ, chị Min cũng là một cái ẩn số rất là thú vị cho chương trình của năm nay. Rồi chị muốn ai, ai là người tiếp theo chiêu đãi chị nè? Người nói nhiều nhất nãy giờ nhỉ? Rồi. Nhân đi nhỉ? Em thương chị, em sợ chị buồn, em chọc chị mà chị kia nói nhiều. Bây giờ đơn ca nữa em thấy nó hơi chán á mọi người. Mình tam ca không? Ok. Tặng chị Min đi ha. Ok. Một bài của Hứa Kim Tuyền em rất là thích. Hứa Kim Tuyền cho em nghe khá lâu rồi, 2017 em ha. Bài có tên là Gật Đầu á chị Min. Gật Đầu. Dạ. Sao có tiếng nước ngoài nữa này? Em viết có một xíu tiếng Pháp. Ừ. Mình chia lời như thế nào ta? Em mùa xuân đi. Em mùa xuân đi. Em mùa xuân. Em là tác giả của bài. Okay, mà em mùa xuân. Thôi cứ từ bển qua đi ha. Ok, xong rồi Tú mùa hè. Xong rồi Điệp Phúc là hát chung. Xong anh là mùa thu. Mùa thu rất hợp với anh. Tính tình ôn hòa, dịu dàng, dễ thương. Ôn hòa, dịu dàng, dễ thương. Vậy hả? Vậy hả? Mùa xuân năm ấy chúng ta gặp nhau, mà ta chẳng nói với nhau một câu. Ngày ngùng ta đứng bên nhau thật lâu, cầu trời mưa hãy trôi qua thật mau. Mùa hè năm ấy chúng ta tìm nhau, cạnh bên sông xanh cuốn cam màu nâu. Trời Paris đang đốt thiêu từng câu, hẹn hò anh nhé yêu đương về sau. Hôm nay là hôm đầu tiên mà Tuyền viết đến bài Gật Đầu luôn. Tuyền viết bài này cho anh Jun Phạm và Tuyền muốn hát bài này vì cái lời nó rất là mật ngọt, thì là đúng phù hợp với cả cái chủ đề của trip 2. Tới với số đạo Thu Đông rồi lại xuân, mọi người nghe những cái gì đó đơn giản thôi, thì đôi khi những cái bài hát đấy nó lại gần gũi và mọi người có những cái phút giây kiểu được thoải mái, được lắng nghe. Rồi một con đường cho hiện ra luôn á mọi người. Chị thấy không? Con đường cho hiện ra luôn. Chị sẽ
gật đầu. Nhớ gật đầu nha. Bài hay quá. Dễ thương, nhẹ nhàng. Sao nói về tình yêu rất là hạnh phúc mà sao thấy buồn ta? Thường á, cái tình yêu đẹp nó sẽ để lại nhiều những cái ray rước sau khi mà nó kết thúc. Bạn này em biết là khi em đang ở bên Pháp luôn hay là? Dạ không, em tưởng tượng á. Em được đi Pháp chưa? Em chưa. Hay lắm cô bé. Nhưng biết mình đúng rồi. Ra được nha. Em là mùa đông đúng không? Tuyền ơi, mình việc list cái này ra được không? Bà cà sơ má vi phải không quý vị? Còn tiếng Pháp. Và gì ạ? Bas-cơ-sơ-má-vi. Mùa đông năm ấy chúng ta chạm nhau, và anh đã nói với em một câu rằng anh muốn sống bên em thật lâu, và anh sẽ mãi yêu em đậm sâu. Em gật đầu. Xuân năm ấy chúng ta gặp nhau, mà ta chẳng nói với nhau một câu. Ngày ngùng ta đứng bên nhau thật lâu, cầu trời mưa hãy trôi qua thật mau. Mùa hè năm ấy chúng ta tìm nhau, cạnh bên sông xanh quán kem màu nâu. Trời Paris đang đốt thiêu từng câu, hẹn hò anh nhé yêu đương về sau. Em gật đầu. Parce que c'est ma vie. La 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 la. Parce que c'est ma vie. La 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 la. Mùa thu năm ấy chúng ta hẹn nhau, từng làn hơi ấm khẽ lên thật sâu. Dù cho mai có ra sao về đâu, có ra sao về đâu, nguyện cầu ta mãi an yên về sau. Mùa đông năm ấy chúng ta chạm nhau, và anh đã nói với em một câu rằng anh muốn sống bên em thật lâu, và anh sẽ mãi yêu em đậm sâu. Em gật đầu. Parce que c'est ma vie. La 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 la. Parce que c'est ma vie. La 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 la. Thời gian trôi rất nhanh, thật nhanh, và đầu tối nay đã không còn xanh. Đời người mong manh chẳng giữ được em. Bài tình ca mãi ngân vang người xem. Mọi người có gật đầu không ạ?
người có muốn nghe Oren hát không ạ? À, thật ra khi mà sáng tác thì em nghe mọi người hay nói là sẽ có những câu chuyện riêng của mình, những cái câu chuyện trong quá khứ, câu chuyện họ tưởng tượng ra. Thì cái trường hợp của em là cái trường hợp mà em tưởng tượng ra, tại vì em không có người yêu. Ok, ok. Anh biết chắc lại luôn á. Thực sự là cái bài hát này á, em để dành. Em tính là để dành là chừng nào em đám cưới á, thì em hát. Mà em thấy chắc cái điệu này chắc khó lắm, chắc lâu lắm mới cưới, thì nên thôi em hát giờ luôn. Hay là gửi bài hát này tặng cho một chàng trai Huế được không ạ? Tặng cho tất cả con người ở Huế nha. Tình yêu mà, biết đâu được. It's okay, not to be okay. Cái la la này hát làm sao Cam? Mày chỉ rồi Cam. La 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 la. Rồi hát một mình cưng. Kì, tự sai rồi. La 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 la. Ok. La 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 la. Rồi Cam, em muốn mọi người nhớ em tách ra từng khổ á. La 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 la. Hai ba lại 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 lại. Hai ba. La 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 la. Đó quá không? Chắc khúc câu 2 cũng bỏ bớt hả? Không, không được. 2, 3. La 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 la. Rồi vô rồi. Lên một câu nữa hả? Nhiều đó thôi. Anh quảng 8 dưới nha. Nhân 2 nha. Ờ em quảng 3 nha. Ok nha, hát 2 vô nha. Cái gì vậy? Anh chọt cái gì trong người? Cái phiêu Trung Quốc của ông Cam á. Cái phiêu Trung Quốc của ông Cam. Nó hoài. 3, 2, 1. Lời ngô nghe này từ trong trái tim. Anh là người tuyệt nhất. Đừng đánh mất nụ cười trong mắt anh. Ngồi nghe em hát. Lời vu vơ này đừng buồn nhé. Đoạn đường còn xa lắm anh cố gắng rồi dừng chân chút thôi. La 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 la, it's okay. La 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 la, not to be okay. La 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 la, it's okay. La 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 la, it's not to be okay. La 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 la. Em có muốn cái quảng mà. Không cần á cơm. Dạ ok. Thật ra thì cái demo bài này Tuyền Cam gửi cho Tuyền nghe cũng lâu rồi. Thì Tuyền rất là thích. Thì mình nghĩ đây là một cái ca khúc mà rất có thể sẽ trở thành một bản hit tiếp theo của Cam. Chậm chậm thôi em đợi được mà. Anh à, hôm nay khéo mưa chưa quên tấm áo em đã mang cho anh đây. Đừng về quanh co nhưng chưa lo vì em luôn ở đây. Nhâm nhi một cốc trà em pha rồi anh hãy vỡ òa. Hôm nay không như ý, cứ
buồn đi vì em hiểu mà. Vì chẳng ai mạnh mẽ mãi, đời lắm khi khiến ta mệt nhoài. Thôi thì ngồi xuống bên em này, nghe em hát lời ngô nghê này từ trong trái tim. Anh là người tuyệt nhất, đừng đánh mất nụ cười trong mắt anh. Ngồi nghe em hát lời vu vơ này, đừng buồn nhé anh. Đoạn đường còn xa lắm, anh cố gắng rồi dừng chân chút thôi. La 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 la, it's okay. La 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 la, not to be okay. Giữa những đám đông luôn đi vội vàng, anh vẫn tin một người luôn bên anh. Cầm bàn tay chẳng buông dù là ngày mưa rơi hay giá lạnh. Một mai nếu có khi anh mệt nhoài, anh chỉ muốn được dừng chân nơi em, cùng lặng im ngắm nhìn cuộc đời này cứ trôi êm đềm. Thanh xuân đẹp nhất là khi em chờ anh trước hiên nhà, giang đôi tay âu yếm và nói câu không sao đâu anh à. Dù cố để mạnh mẽ mãi, đời vẫn luôn khiến ta mệt nhoài. Thôi thì ngồi xuống bên em này, nghe em hát lời ngô nghê này từ trong trái tim. Anh là người tuyệt nhất, đừng đánh mất nụ cười trong mắt anh. Nghe em hát lời vu vơ này, đừng buồn nhé anh. Đoạn đường còn xa lắm, anh cố gắng rồi dừng chân chút thôi. La 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 la, it's okay. La 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 la, not to be okay. La 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 la, it's okay. La 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 la, not to be okay. Những cái căng thẳng thất bại trong cuộc sống thì họ sẽ cần mình như thế nào, thì đó là cái cảm hứng để mà mình viết nên bài hát đó. Nghệ sĩ nào sẽ xuất hiện tiếp theo? Em nghĩ là anh Tú chứ anh Nhân thì em không có hy vọng là đâu. Đúng rồi. Hello. Hello chị Min, hello Cam. Hello. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Chúng ta
ta sẽ có một phần khởi động nhỏ nhỏ để các bạn ca sĩ có thêm năng lượng. Là chống đẩy hít thở đúng không? Hay là thế này, nhanh này. Người nào xuất hiện đầu tiên trong buổi tập luyện ngày hôm nay sẽ nhận được một đặc quyền đặc biệt. Bị phạt, phạt cái gì đấy? Chị Minh sẽ được quyền chọn lựa và phân nhiệm vụ cho các nghệ sĩ còn lại. Nhiệm vụ của mọi người trong 30 phút tiếp theo là chúng ta sẽ tự thực hiện một video clip ngắn cho ca khúc chủ đề mà nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã viết cho chương trình. Em nói rồi, chị là cực nhất đấy. Đúng rồi thế. Đúng rồi, anh nghĩ rồi. Em nói rồi. Tính trước quay phim đi, quay phim quan trọng này. Chắc là có anh Tú. Được, ok, em nhận đồng ý với vấn đề quay phim được. Em biến đảo. Biến đảo. Kìa, đây rồi kìa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ơn giời. Chàng trai mỹ thuật của tôi đây rồi. Người kia xuất hiện luôn rồi kìa. Wow. Wow. Này cho làm che dù, che mưa, che nắng được nè. Em che dù cho Cam. Cam sẽ là tuyến nhân vật chính. Là sẽ đi kết nối mọi người lại với nhau. Tại Cam là người make up cho tất cả mọi người. Yes. Rồi chơi nào. À hơi tách ra một tí ạ. Hơi tách ra một tí. Rồi ok. Tách ạ. Bị tách quá rồi. Thả lỏng nhẹ nhàng. Chậm thôi. Chị ọt gan, chị lau giùm em miếng mồ hôi coi chị ọt gan. Nhân viên này, nhân viên này. Rồi hát cái này đúng không? Music, âm thanh, ánh sáng, âm thanh, action. Hát đi, em hát theo luôn đi. Quay chưa, đừng có lấy góc nghệ thuật nữa. Tóc quay rồi, quay rồi, hai người. Sao chưa gỡ mạc nữa em? Ủa? Đâu cái kính của người ta vậy? Nắm tay cùng bước đi về xa xa phía cuối chân trời. Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca với tiếng hát thở dịu dàng. Mình sẽ bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào. Chỉ mong rằng chúng ta được bình yên trong những tâm hồn. Và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta ra đi. Bước qua xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Đúng rồi, xong rồi nó cứ là sao em lại không thì anh cần một cái phải dành cái để vô. Làm sao cho mưa thôi rơi, đêm ta thôi đêm côi, bờ mới thôi dùng với bao niềm nhớ. Cố cố nha, lại đi từ đầu và thay đi. Chương trình ngày hôm nay là em cũng được quay trở lại mùa 2 thì cũng là một trong những cái cảm xúc mà nó rất là khác so với mùa đầu tiên. Tại vì mùa đầu tiên thì em đến đây với cảm giác nó rất là mới mẻ, và bây giờ thì nó giống như gọi là một cái nhà ông cô bà chú á, xong mình quay trở lại để mình thăm. Thì ban ông cô bà chú á, lộn, cô chú, ông chú bà cô, ông chú bà cô, xong rồi em trời bắt bẻ nữa. Không, nghe nó kỳ là phải phần lại liền. Dạ. Đó, xong rồi em quay lại em thăm. Thì lần này em thăm với lại một cái giai điệu âm nhạc. Thì không hiểu sao ông chú, ông chọn cho em mấy bài cũng buồn á. Xin mọi người cùng đến với lại bài hát của nhạc sĩ Thái Đinh đường mang tên Đi Qua Mùa Hạ. Cảm ơn, I love you. Dạ, yêu em đi. Mùa hạ
đang trôi qua và em cũng đi xa. Về đầu tia nắng mong manh lướt qua thờ để trái tim vụn vỡ. Mùa hạ đang phôi pha, tình ta cũng phai nhòa. Còn đâu những giấc mơ mềm, những ngày thơ để trái tim trở về. Chuyến xe đưa mình đến đâu, lạc mất nhau nén trong tim một nỗi đau. Giấc mơ âm thầm đã lâu, trôi theo ngày yêu dấu. Khép đôi mi buồn khắc sâu, lạnh phía sau những con đường ta hôm qua cứ phôi phai. Nhạt màu bàn chân cũng thôi bước xưa ngày, buồn trôi rất mau. Sao em lại không nói, sao anh lại không nói. Đêm mùa hạ trôi trắng muộn mang chiều lang thang. Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng, để nỗi buồn cứ lặng thầm nơi xa xăm. Sao em lại không nói, sao anh lại không nói. Đêm mùa hạ trôi miên man qua từng đêm vàng. Làm sao cho mưa thôi rơi, để mình ta đơn côi bước qua mùa hạ. Nhau nét trong tim một nỗi đau. Giấc mơ âm thầm đã lâu, trôi theo ngày yêu dấu. Khép đôi mi buồn khắc sâu, lặng phía sau những con đường ta hôm qua cứ phôi phai. Nhạt màu bàn chân cũng thôi bước giữa ngày, buồn trôi rất mau. Sao em lại không nói, sao anh lại không nói. Đêm nỗi buồn cứ đang muộn phương chiều lang thang. Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng, để nỗi buồn cứ lặng thầm nơi xa xăm. Sao em lại không nói, sao ta lại không nói. Đêm mùa trôi miên man qua từng đêm vàng. Làm sao cho mưa thôi rơi, để mình ta đơn côi bước qua mùa hạ. Trôi miên man qua từng đêm vắng. Làm sao cho mưa thôi rơi, để mình ta thôi đơn côi. Bờ môi thôi run với bao niềm nhớ. Oh, oh, oh. Sao em lại không nói, sao anh lại không nói. Đêm mùa hạ trôi trắng muôn mang chiều lang thang. Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng, để nỗi buồn cứ lang thang nơi xa xa. Sao em lại không nói, sao ta lại không nói. Đêm mùa hạ trôi miên man qua từng đêm vắng. Làm sao cho mưa thôi rơi, để mình ta thôi đơn côi bước qua mùa hạ. Hay quá em ơi, hay quá đi. Hát rồi tôi tự hào em, tôi ghê luôn á. Dạ. Dạ sao? Hay già mang luôn. Hay già mang đúng không ạ? Yêu thương em cũng già mang nha. Cảm ơn rất nhiều.
bài Tình Yêu Màu Nắng. Tình Yêu Màu Nắng. Dạ. Tình Yêu Màu Nắng mẹ phố Dĩ Hương. Anh đọc rap ha. Anh biết đọc hả em? Và bao nhiêu đêm dài đêm trôi hoài, đã bao nhiêu đêm dài có thấy bóng dáng ai? Mưa rơi, một thời không phải nhắc đến một lời. Đến đây là hết biết rồi. Em thuộc không Tuyền? Không. Em biết rap với Kimina à? Em biết rap khúc này. Ờ, em đâu rap. Dạ. Tú em biết rap không Tú? Em biết lắp rap thôi. Em thuộc đoạn này anh ạ. Nếu mà Tú biết rap nha. Đừng, anh với chị Min hát, Tú rap. Còn đã, chị một giấc ngủ thật an lành cái gì đấy. Bởi vì mình nắng ấm. Cái gì? Bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng mây đỏ đây. Tự nhiên này ghét mình với nhau thêm. Sáng tắm mà dù càng không còn lại đau thêm. Ơ, ờ, anh còn thuộc hơn cả mình á. Ừ. Anh thuộc hơn cả em đó. Tình yêu anh dành cho nắng và em mãi là mây trắng. Thì vì anh không thích các lời rất là lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa giấc trời nào xa và em muốn biết đời cho chúng mình vẫn yêu thương lòng thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa. Khi mà một mình thì mình cũng sẽ có những cái idea rất hay, nhưng mà khi mà làm việc nhóm á thì mọi người cùng nghĩ về một cái vấn đề và sẽ cho ra nhiều cái giải pháp mới lạ hơn và nó sáng tạo hơn khi so với việc mình làm một mình. Nhân đã xong ca với chị Min rồi và hai chị em lúc đó vì chương trình ở sân vận động này kia rất là vui và hai chị em đã có một cái màn trình diễn rất là thành công. Nhân còn nhớ là Nhân cầm một chùm bong bóng rất là to luôn để tặng cho chị Min để chị Min đi ra hát ca khúc 4 chữ lắm của Nhân. Đây là cái lần kết hợp thứ hai của Nhân với chị Min. Khá là nôn nóng coi khán giả sẽ tò mò và chờ đợi gì từ Nhân và chị Min. Ai mặc nọ lái lái Ai mặc nọ lái lái. Gọi tên của anh là nắng để em được làm mây trắng bên anh quấn quýt mà chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa và để giờ mình anh lại bơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu anh luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa sợ khi nắng mai. Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa. Yeah, yeah, let's go. Okay, okay. Give it up for my sister, me. And you know me. A trúc nhân from Sơn Hạ Thu Đông. A trúc nhân from Sơn Hạ Thu Đông. 1, 2, 3, here we go. Và bao nhiêu đêm dài đêm trôi hoài, đã bao nhiêu một trăm giờ không thấy bóng dáng ai ở bên cạnh. Đêm càng thêm lạnh, đôi giờ vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời, mong cho đêm đông không lạnh, chỉ giấc ngủ thật an lành và bình minh nắng ấm dịu dàng khẽ mang em đến bên anh. Yeah, bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng mây đó đây. Tự nhiên này như ghép mình gần nhau thêm, xóa tất mọi rào cản mình không cần phải đau thêm. Em là người khiến anh mong quên đi những vết đen. Tình yêu này anh dành cho nắng và em sẽ mãi là mây trắng. Chờ cơn gió nào cuốn là em đi mất, chỉ vì anh không thể cất rằng đôi tay giữ hết yêu thương và sẽ không bao giờ anh đánh mất. Yeah. Wow. Và để giờ mình anh lại bơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu anh luôn
nhận ra tình ta như đóa hoa đợi kia nắng mai. Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa. Và anh muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Yeah. Rằng tình yêu anh luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa rơi kia nắng mai. Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phải nhòa. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng bên anh quấn quýt mãi chẳng rời. Cảm ơn Trúc Nhân. Trời ơi, tôi thương chị tôi quá. À, bây giờ mình sẽ đi chào khán giả từ bên kia qua bên đây. Đầy đủ chưa? Rồi, tụi em đầy đủ chưa? Xin chúc mừng tất cả mọi người đã đến đây cùng chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho chúng ta được không ạ? À? I love you so much. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, nhân đây. Mọi người ơi. Xin cảm ơn mọi người. I love you. Cảm ơn con. Cảm ơn con gái. Bây giờ mình kết thúc chương trình sao trời. Dễ thương quá. Quậy hả? Anh muốn quậy sao ạ? Anh muốn quậy sao anh ơi? Ok. Một bài Úi cha, sáng mắt chưa hát đây được không? Có cái đường để cắm cái beat vô không ta, chứ bên nhạc chưa tập bài này được không em? My crush. Ba mẹ anh từng nói yêu ai phải yêu xứng đôi vừa lứa. Hình như không ai dạy em nên em còn non, em chưa học quá cách chọn đúng người. Chàng trai đi cùng đang ăn cây kem thật lòng. Ok, em nhìn anh rồi xem em sai. Ai đi với ai vừa lứa. Người xinh như em mà ngây ngô ghê, rồi sau người ta lại nói phí đời phí sao. Hình như em cần vitamin A để cho mình. Đừng theo người đó em ơi em mà. Yeah. Đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Hey hey. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi. Vì sớm mai muộn rồi thì anh ấy cũng đi thôi. Thế nào anh cũng sẽ lừa được em. Hey. Đang sẽ vừa bên em. Đằng nào rồi cũng sẽ. Yeah. Oh oh. Còn nhìn em trong thiệt éo. Tình yêu là một giấc mộng đẹp, nhưng em cuối cùng lại khóc ướt nhẹp cái gối nè. Lần sau em kiếm bà mối là tốt hơn nghe. Anh không phải là người hay ghen, anh chỉ nói để em biết là anh không giỏi anh trong bình bình, anh chỉ giỏi lại những thứ là của mình. Em xinh xắn em trong đứng đắn, nên thu xếp khi thái độ anh còn ngay ngắn nha. Chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. 1, 2, 3, Sammy con cun Peggy, Sammy con cun Peggy, Sammy con cun Peggy, Peggy, Sammy con cun Peggy,
Pancakes. สามีของคุณแพนเค้ก Trời ơi, chưa qua tập dượt gì hết trơn à. Ghê không? Ghê thiệt. Bền chất lượng không? Bền quá chất lượng luôn. Một chèo vào tay cho Ben à. Bây giờ thì thời tiết đã không chiều lòng chúng ta rồi. Xin bye bye mọi người à. Nè, cẩn thận nha mọi người. Nè, cẩn thận nha mọi người. Chúc mọi người rất nhiều. Bye bye. Đông quá mà anh rất là vinh hạnh khi mà được ngồi ở trên cái chiếc cầu bán nguyệt đó. Đúng. Anh cảm thấy rất là tự hào luôn về em. Và hơn hết anh cảm thấy rất vui khi chương trình mời được hai người, một người rất là ý nghĩa với anh, đó là em Ali Hoàng Dương. Và cái điều anh thích nhất trong cái show này đó là chị Miên chị đã cởi bỏ cái lớp áo an toàn của chị. Cái giây phút mà nữ ca sĩ Miên lồn tung đuôi guốc để mà đi chân đất trên chiếc cầu đó là một giây phút anh vô cùng vô cùng thỏa mãn. Tại vì anh biết chị Min lâu rồi, anh cũng đã kể cho tụi em nghe rằng là cái MV đầu tiên chị Min quay là anh ngồi đằng sau camera sau cái tấm poly đó. Darling, I know it's you I'll follow across oceans and mountains unknown. I think back to when the night we first met. Draws me in. For you, darling, how do anything? Oh, 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 oh. It's your light that draws me in. For you, darling, how do số Hà Thu Đông ông Rôi lại xuống mua hai thành công tốt đẹp. Hà Thu Đông, số Hà Thu